Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn những cái dòng code đầu tiên của bài lập trình đơn giản. Thì đầu tiên á, mình sử dụng .c, mình chọn file new show. Thì bài đầu tiên thì mình làm bài là tính tổng hai số nguyên AB được nhập từ bàn phím. Thì cấu trúc một cái chương trình C thì đầu tiên thì mình phải chèn cái thư viện vào stdio.h nè, và cái thư viện cơ bản thứ hai là include conio.h. và một cái chương trình trong C thì phải có cái hàm main trong chương trình chính. Thì cái hàm main là một hàm trả về một giá trị số nguyên, cho đó ta phải có return một giá trị nào đó. Bây giờ là trong chương trình mình là nhập hai số nguyên AB, thì mình khai báo hai biến số nguyên in A B, có nghĩa là mình khai báo AB này là kiểu số nguyên. Rồi mình tiến hành là thông báo, xuất ra thông báo là nhập vào giá trị A, nhập vào A bằng, kết thúc một cái câu trong C mình có phải dấu chấm phẩy. Sau đó mình phải đọc cái biến A này vào, thì để đọc một biến số nguyên thì mình phải định nghĩa nó là mình phải gắn cái chuỗi phần trăm D vào để đọc cái số nguyên, cái kiểu số nguyên, và mình đọc vào cái địa chỉ của A. Địa chỉ của A ở trên bàn phím mình có shift với số 7 là địa chỉ của A. Tương tự như vậy thì mình tiến hành mình nhập B ha, copy nó xuống rồi nhập B, địa chỉ của B. Thì để tính toán cho nó tiện tường minh chút xíu, tại mình là mới tìm hiểu, thì mình sẽ khai báo thêm một biến C. Mình sử dụng biến nào mình phải khai báo biến đó, thì mình gán C bằng A cộng B, có nghĩa là mình lấy giá trị của C bằng giá trị A cộng với giá trị của B, và mình tiến hành là mình ring cái thông báo là A cộng B bằng phần trăm D, thì mình in cái giá trị của C ra, mình chấm phẩy cuối câu hay cái vậy. Các bạn nhớ chấm phẩy cuối câu. Sau đó là để dừng màn hình lại thì mình sử dụng lệnh là get ch. Mình được một cái chương trình cơ bản. Đây, tiến hành để chạy chương trình đó, đầu tiên mình lưu nó lại, file save nó lại. Mình save nó lại là ở đĩa nào cũng được, mình sẽ là bài 1. Tiếng ấy chạy chương trình thì mình thực hiện là sq compile and run này, hoặc là nhấn F11, hoặc là mình nhấn biểu tượng ở trên đây. Thì khi mình biên dịch đó, thì mình sử dụng trên cái hệ điều hành 32 bit, mình chọn 32, nếu 64 mình chọn 64. Ở đây hệ điều hành này nó sử dụng 32 bit, nhấp cho 32. Tiến hành mình chạy. Đây đầu tiên là cái thông báo của mình là nhập A. Thì cái chương trình mình nó thực hiện là theo cái tuần tự, tức là chạy từ trên xuống dưới. Chạy từ trên xuống dưới tức là đầu tiên nó khai báo biến, sau đó nó ghi ra lệnh nhập A. Rồi bắt đầu nó tới cái lệnh can này, nó chờ mình nhập giá trị A vào, vô nhập là 10. Thì nó tiến hành nó thông báo ra, nó chạy tới đây là tới cái lệnh B. B bằng. Thì bắt đầu mình tiến hành mình tới nhập B này vào. Nhập B vào. Ví dụ B là 2. Thì nó tiến hành thực hiện C bằng A cộng B, giờ nó in ra 12, và lệnh getCH là dừng màn hình lại. Sau khi mình enter thì nó sẽ kết thúc chương trình. Tôi chạy lại ha. Nhấp vô đây, file compile. Rồi. 10 cộng mình nhập xong mình enter ha, 30 tổng 40.
đây là những cái lệnh, những dòng lệnh đầu tiên của các bạn. Đấy, chúc các bạn lập trình thật tốt.